Em nấu xong đồ ăn sáng rồi đây. Em mời anh ăn sáng ạ. Em nấu xong rồi. Anh mời sáng. Sáng không nấu mì tôi ăn làm sao mà tôi nuốt được. Mì tôm là được rồi, từ sáng giờ em đã được cái miếng nào vào mồm đâu. Tôi chỉ ăn phở thôi. Phở thì có lúc nọ lúc kia chứ, bây giờ em nấu mì tôm với cả bò húc cho anh là được rồi, anh còn đòi hỏi gì nữa. Còn riêng loại bò húc này là tôi không uống đâu. Tôi chỉ uống trà sữa thôi. Trà sữa đi. Anh đòi hỏi thật đi. Tôi đưa tiền đây tôi điên phở. Phở thì có lúc nọ lúc kia chứ, bây giờ em tuyển anh vào đây làm thì ông làm anh cứ đòi hỏi như vua đấy thì ai mà chịu được. Không được, tôi tổ chiến phở, mì tôm tôi không ăn đâu. Từ sáng giờ mưa gió 3-4 ngày hôm nay, bão ra đi qua để lại thiên tai lũ lụt cho các bạn vùng cao rồi nhiều nơi. Chả tuyển được cái người lao động nào ạ. Làm thì anh không làm, anh cứ đòi hỏi thế thì anh chịu. Thôi rồi ông đưa hết rồi. Ông này, chìa khóa đâu? Dạ đây. Làm thì không làm ra tiền. Nhân viên sáng ra là cứ phải đi ăn phở uống trà sữa. Chưa bao giờ gặp người nhân viên nào như này luôn, là cứ phải đi ăn phở uống trà sữa. Đúng là lần đầu tiên trong đời gặp. Công chị, bao nhiêu điều tôi chưa nói với ông rồi ấy. Em chịu anh luôn. Nhân viên này đúng trần đời có một. Đi ăn sáng thì cứ phải đi ăn phở uống trà sữa, đi ô tô. Đây từ sáng giờ lại còn chưa cái miếng nào vào mồm đây này. Vẫn đang còn phải đi tuyển lao động đây này. Mẹ nhân viên xuống gãy bắt nạt mình. Nhân viên này chết rồi. Mẹ xuống gãy bắt nạt mình.